Xin chào mọi người, chào mọi người đến với dòng Luxury. Hôm nay dòng Luxury vừa về được hai cây điện thoại Vitu Signature S, Rose Gold. Tất cả đều là máy vàng nguyên khối 18K. Thì bây giờ mình sẽ mời anh em xem qua một chút. Đây. Tất cả những cái khung máy đều được làm bằng vàng khối này. Và khi những cái hạt phím của máy được cấu tạo từ vàng khối thì anh em bấm nó sẽ cực kỳ êm hơn so với những cái phím bằng kim loại hoặc là bằng thép. Tất cả những cái khung máy đều là vàng nguyên khối 18K. Đây, khiên máy này, có số này. Bên dưới này có khắc AU 750 này. Mặt sau máy được bằng đá ceramic này. Bên dưới phần đuôi máy thì được bọc bằng da nhập khẩu Ý. Khung này cũng thế. Đây, gốm zin này. Sắc nét này. Màn hình máy thì được cấu tạo sapphire này, và tất cả những cái mặt kính ở phím này cũng bằng cấu tạo sapphire hết. Đây, mình sẽ mở giao diện lên bên trong cho anh em xem này. Đây là giao diện của máy. Anh em kiểm tra phần mềm của máy chạy là bao nhiêu thì anh em nhấn vào sao thăng 4 số 0 thăng nhé. Thì đây là cái phần mềm của máy. Anh em kiểm tra email hoặc là kiểm tra ngày tháng năm sản xuất hoặc là thời gian nghe gọi của máy thì anh em kiểm tra bằng câu lệnh bình thường là 6/92/70/26/89 thăng. Email của máy ấy. Cái này là tháng 12 năm 2016 ấy. Thời gian nghe gọi 00, cái này là cây new nhé. Đây, đèn phím của máy ấy. Cực kỳ đẹp luôn này. Rồi tiếp theo mình sẽ kiểm tra một cây thứ hai cho anh em cùng xem. Đây là giao diện của cây thứ hai. Mình sẽ nhấn sao thăng 4.0 thăng này. Cái này cũng phần mềm 2012 này. Sao thăng 92 này. Đây, email của máy này. Cái này là tháng 10 năm 2016 này. Thời gian nghe gọi của cái này là 25 giờ này. Cái này đã qua sử dụng thì nó rẻ hơn được so với một cây new khoảng 15 triệu. Tất cả các chi tiết vàng khối này được cấu tạo cực kỳ sắc nét, và phần quan trọng nhất là nó khít và vàng. Như tại dòng Luxury thì sẽ là vàng đủ tuổi, nhưng không phải là vàng thiếu trọng lượng hoặc là vàng thiếu tuổi ở như các nơi khác, để giá thành nó rẻ hơn. Dòng Luxury thì quan tâm đến chất lượng sản phẩm là chủ yếu thôi, còn về giá thành thì cũng không quan tâm lắm. Để hoàn thiện được một sản phẩm vàng khối này thì vô cùng khó khăn, chứ không phải là mọi người cứ nghĩ là tháo lắp hay là có sẵn đồ lắp vào là xong đâu. Phải khá là quan trọng trong cái khâu cân đo đong đếm rồi căn chỉnh như nào để anh em có một chiếc máy nó hoàn hảo nhất có thể. Chất lượng sản phẩm luôn được đặt lên vị trí đầu tiên. Các phím bấm được cấu tạo trên vàng thì anh em ấn nó sẽ êm hơn so với trên kim loại khá là nhiều. Để mình nói về cái chế độ bảo hành của dòng Luxury đối với những sản phẩm vàng khối nhé. Như bên mình sẽ là bảo hành cho anh em là 5 năm, bảo hành cả màn hình nhé. Với những nơi khác thì người ta sẽ không bảo hành màn hình cho anh em, nhưng tại dòng Luxury được anh em được bảo hành màn hình này, bảo hành bo cáp bàn phím này, bảo hành bên máy là 5 năm. Sửa chữa tất cả miễn phí hết nhé. Và một phần nữa là anh em được bọc da này. Ví dụ sau này anh em dùng khoảng 2-3 năm hoặc 4-5 năm gì đấy mà nó hỏng da ấy, anh em có nhu cầu cần bọc da lại thì bên mình bọc da miễn phí cho anh em một lần. Và spa đánh bóng máy miễn phí cho anh em. Và những chế độ đấy thì anh em có hỏi bất kỳ ở đâu cũng không có nơi nào có chế độ bảo hành tốt hơn dòng Luxury. Ok, chào anh em, hẹn anh em vào những video tiếp theo của dòng Luxury. Đăng ký kênh YouTube của dòng Luxury để đón xem những video mới nhất. Ok, chào anh em.